Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 9 tháng 6, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi quan niệm của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ về Tân Ước, Cựu Ước và những linh cảm của ông khi nhìn lại những ngày tù và bước đầu thiên đàng. Qua phần chính phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Bây giờ mình hỏi một tí vào trong Thánh Kinh, chẳng hạn những câu hỏi người ta hay hỏi là cựu ước với tân ước thì thường cha bị ảnh hưởng cái nào nặng hơn và tại sao? Vâng, nói về Kinh Thánh đó, thì tôi xin lỗi anh nghe, có nhiều người chỉ biết Kinh Thánh thôi mà không hiểu về Kinh Thánh. Cho nên rất nhiều người nhìn có cái nhìn rất là đơn giản. Kinh Thánh nó cũng không quá phức tạp mà không quá đơn giản. Trước tiên tôi phải nói cái này. Kinh Thánh đó, mình không thể coi Kinh Thánh như thể là một cuốn sách khoa học. Bởi Kinh Thánh đó, được loài người viết ra dưới sự linh hướng của Thiên Chúa. Và tác giả viết Kinh Thánh đó, trong cái thời đại của mình, dưới cái nhìn của mình, dưới cái sự hiểu biết mình về thời đại. Cho nên cái văn của họ đó có gì khi làm cho mình confused, tâm mình hơi bị lẫn lộn. Nhưng mà nếu mà ai hiểu Kinh Thánh đó, toàn bộ đó, thì Kinh Thánh đó là sự can thiệp của Thiên Chúa vào nhân loại. Trong đó có sự tạo dựng. Có những người nói, ôi, nói tầm bậy quá, làm gì có chuyện mà dựng nên ngày nhất. Đó là nói theo cách của người xưa. Ngày thứ nhất Chúa dựng nên mặt trời, mặt trăng, người hay là dựng đất, dựng sao, rồi ba thứ ngày cuối cùng dựng loài người vân vân. Đó là nói theo cái tiến trình tạo dựng của Thiên Chúa, chứ không phải là ngày thứ nhất bữa nay Chúa lấy đất cho nặng anh này, ngày mai đẻ ra con khủng long, không phải cái đó. Cái Kinh Thánh á, sáng nay tôi có nói chuyện một người nào về vấn đề Kinh Thánh, chúng ta có thể hiểu nghĩa mô tả mô được, mà cuốn Kinh Thánh đó phải hiểu là cái sự can thiệp của Thiên Chúa vào vũ trụ này, hay là nói thẳng là một creator, một đứng tạo dựng. Đối với chúng ta là một loài creatures, là một loài thọ tạo, đó là Kinh Thánh. Vậy thì nếu mình hỏi đó, thì Kinh Thánh trước khi học đó, chúng tôi phải có để ra một năm trời chưa được đụng lấy cuốn Kinh Thánh hết. Vô trong viện rồi đó, tôi đã viện một năm trời chưa được đụng Kinh Thánh, để đó học một năm Kinh Thánh nhập môn. Anh thấy được không? Một năm trời nha, chưa được đọc đến Kinh Thánh đâu. Kinh Thánh nhập môn, tức là muốn học được Kinh Thánh thì phải làm sao? Trước tiên đó là chúng tôi phải được huấn luyện về ngôn ngữ trong Kinh Thánh, tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái. Đó là cái căn bản là những ngôn ngữ đó. Không phải là giỏi lắm đâu mà biết cái ngôn từ mà các tác giả thấy viết lại bằng ngôn ngữ đó, thì cái chữ đó nó nghĩa là gì, hoàn cảnh nó nghĩa là gì. Đó là thứ nhất. Thứ gì đó, chúng ta học về hoàn cảnh chính trị của thánh ký. Thánh ký thì người viết Kinh Thánh đó, thời đó thì người ta viết theo cái nhãn quan của loài người, nhưng dưới sự mặc khải của Thiên Chúa. Cho nên đối với tôi đó, cả Kinh Thánh, Cựu Ước, Tân Ước đều một giá trị như nhau hết. Mặc dù Tân Ước á, thì nó cụ thể hơn, đời Chúa xuống ra đời thì được Thánh Ký ghi lại, dù Chúa dạy cái gì gì đó thì nó có từng nó rõ ràng hơn và nó có những cách như thế là lịch sử hơn. Còn cái Cựu Ước á, thì nó metaphor, từng cách nó trừu tượng hơn, nó có những cách thể là nó so sánh nhiều hơn. Nhưng mà đó cũng là công cuộc của Thiên Chúa tạo dựng con người qua cái cách thức trình bày của Thánh Ký cho nhân loại. Cho nên đối với tôi đó, Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước đều có gì như nhau. Chính vì thế mà chắc là sau này sẽ gặp một số các nhánh tôn giáo người ta thuộc lòng Kinh Thánh, thuộc lòng hay lắm, thuộc tội quốc. Nhưng thật sự theo tôi đó, Kinh Thánh không phải là sách để thuộc lòng. Kinh Thánh không phải là sách thuộc lòng. Anh mà nghe những người nào mà đến nói chuyện mà nghe, ôi, trên trưng bày với tôi Phúc Âm Thánh Gioan nói này, Phúc Âm Thánh Gioan, nó không phải là cái lối Kinh Thánh. Kinh Thánh là cuốn sách để sống,
một câu thôi, một câu cả đời. Ví dụ nói rồi rất khó, nhưng mà mình phải bắt chước được yêu thương kẻ thù, cầm phúc cho những người đã bắt hại con, cầu nguyện cho những người đã đối xử tệ bạc với con. Ai đọc được hết trơn rồi, ai đọc được hết trơn rồi dễ dàng thủ lắm. Nhưng mà anh ơi, khi bắt tay vào việc đó anh mới thấy nó thiên nan vạn nan trong một lời kinh thánh đó. Thành ra kinh thánh là sách để sống chứ không phải để thuộc. Nếu mà chỉ nghe người nào mà đến tiếp xúc với anh mà tay ôm kinh thánh rồi nói từ bao nhiêu cuốn sách này có bao nhiêu trang bao nhiêu chương, xin lỗi anh, cái đó là không đúng nghĩa với cuốn kinh thánh. Chỉ cần một câu thôi sống đời anh luôn, một câu thôi đổi đời anh luôn, cái đó mới là kinh thánh. Cho nên từ cựu ước đến tự ước đối tôi đó đều có một giá trị tâm linh rất là cao siêu, mà người ngoài nhìn vô đó nếu không có sự chuẩn bị đó khó mà thấu triệt được đó. Đó là tôi trao chung chung anh vậy đó. Và tôi là người rất là nghiên cứu rất là nhiều, và phải nói rõ tôi cố gắng tôi sống kinh thánh rất nhiều. Trong các bài giảng tôi nhà thờ đó, các bài giảng tôi nhà thờ đó, có bài giảng tôi không giảng được, bởi vì trong Chúa Giêsu dạy rồi tha thứ kẻ thù, lập ơn cho ghét anh em. Tôi chuyện tôi bữa nay tôi không giảng được, bởi vì tôi làm không được, làm sao tôi giảng cho anh em được. Tôi rõ không dễ đâu, viết ra lên đọc thì ai làm chắc được. Có người dở sách đọc xem lại, ai làm chắc được. Nhưng kinh thánh không phải là cái lời để đọc, mà nó là lời để sống. Vậy Chúa nói lời ta lời hằng sống. Cho nên đây là phạm vi nó hoàn toàn riêng biệt rồi. Nhưng mà đối với tôi đó, sau khi gần 80 năm cuộc đời ra, nhất là sau 13 năm tù đó, tôi đi tù về tôi nhìn thấy nó rõ rệt vô cùng, rõ rệt vô cùng vô tận cái sự quan phòng của Thiên Chúa, mà tiếng Anh gọi là providence. Providence tức là cái sự bảo vệ mà mình không thấy. Cái đó tôi quan phòng. Mà người thời nói nhiều khi tôi xin lỗi nói chắc ít có nhiều người mà có một cái cảm nhận mà nó kêu bằng nó rõ ràng như là tôi là cái người đã từng cảm nhận và được sống và được cứu thoát nhờ cái sự tôi gọi là cái sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính vì thế mà sau tôi ra tù rồi, đức tin tôi nó mạnh vô cùng vô tận. Tôi mới tội lỗi, đừng ai nghĩ cha lễ là thánh thiện có đâu, bình thường lắm, nhưng mà tôi là người tin tuyệt đối vào cái quyền năng của Thiên Chúa. Anh muốn gọi tôi gì gọi, Thượng Đế cũng được, ông trời cũng được, Thiên Chúa cũng được, đứng ông sanh cũng được, hay là đứng toàn năng được hết á, cái tên gọi quan trọng, nhưng là đó phải đứng sinh dựng nên nhân loại và ban cho nhân loại hạnh phúc, và đứng đó là đứng mà chúng ta phải tôn thờ độc nhất duy nhất. Cho nên khi mà tôi qua thức Tây Lan đó, thì có người một reporter xin hỏi tôi, thưa cha, xin cha cho biết cái ngắn gọn thôi, cha cảm tưởng thế nào khi cha đến nước New Zealand? Thì tôi nói cái ngắn gọn có hai cái tôi thấy rất rõ. Thứ nhất, thời gian 13 năm tù của tôi đó, tôi thấy lúc nào cũng có như bàn tay Thiên Chúa đụng chạm đến đời tôi, mà lúc đó không thấy, lúc đó tôi hoàn toàn thấy. Nhưng sau này nghĩ lại đó, nếu là có giờ tôi chia sẻ về những cái cụ thể đó, là những cái mà tôi nói không ai có thể có được, Thiên Chúa đụng chạm đến đời tôi. Đó là cái câu trả lời về thời gian tù tội. Thứ hai á, là khi đến nước New Zealand á, tôi coi như là tôi bước trên thức thang thứ nhất của thiên đàng, bước thang thứ nhất của thiên đàng. Vì nơi đây tôi có tự do, đối với tôi tự do là tất cả. Tôi vượt ngục trong tù, chết đi xuống lại cũng vì tự do.
tôi vượt biên cũng vì tự do. Bây giờ Tân Lan là nước sản thứ nhất tiền đạt. Đó là cái điều mà tôi trả lời rất rõ. Và nhất là những kinh nghiệm không thể nào tưởng tượng được về cái sự quan phòng, tức sự bảo vệ của Thiên Chúa đối với đời tôi. Không tưởng tượng được. Nếu bây giờ không tưởng tượng được.